Một trận lốc xoáy san bằng một khách sạn và tàn phá một khu nhà mobile home gần thành phố Oklahoma City, khiến cho hai người thiệt mạng cùng làm bị thương ít nhất là 29 người khác. Joe Check cho biết, trong khu nhà mobile home này có rất nhiều gốc Á và cho rằng cũng có một số người gia đình gốc Việt sống ở tại đây. Trong khi đó thì một trận lốc xoáy khác đánh vào khu ngoại ô ở thành phố Tulsa, cách nơi này hơn 100 dặm, tương đương 160 km, theo Joe Check cho biết như vậy. Trận lốc xoáy đầu tiên đã đánh vào El Reno, nằm cách Oklahoma City chừng 25 dặm, tức là tương đương với 40 km về hướng Tây. Cơn lốc băng qua đường xa lộ liên bang và đánh sập khách sạn American Birches Valley trước khi tới khu nhà Mobile Home Skyview Estate, làm lật đổ nhiều căn nhà, theo lời thị trưởng Matt White trong cuộc họp báo cho biết. Ông White nói rằng cảnh tượng ở hiện trường rất thê thảm, nhiều người mất tất cả. Ông cho biết thành phố đang kêu gọi sự giúp đỡ tài chính qua trang GoFundMe để giúp đỡ cho các gia đình bị thiên tai. Hai người thiệt mạng là cư dân tại khu Mobile Home, theo ông White. Tất cả 29 người bị thương đã được chở tới bệnh viện và một số người đang được giải phẫu. Sở khí tượng quốc gia NWS đưa cơn lốc xoáy này vào hàng EFP3, nghĩa là có gió mạnh từ 136 cho đến 165 dặm trên một giờ, tương đương từ 219 cho đến 266 km trên một giờ. Các nhân chứng cho hay cơn lốc xoáy khởi sự và đã kéo dài trong suốt 4 phút đồng hồ. Lốc xoáy có bề rộng khoảng là 75m và di chuyển trên đất liền khoảng 2,2 dặm, chừng 3,5 km. Liên tiếp, một cơn lốc xoáy khác đã tàn phá mấy tòa nhà và đánh gãy cây cối cũng như là trụ điện ở Sepulpa, ở ngoại ô thành phố Tulsa, nằm cách El Reno chừng là 110 dặm, khoảng 177 km về phía đông bắc. Khu vực bị bão này cũng đang bị lụt và sẽ có thêm mưa chút xuống trong thời gian ngắn tới đây. Tại Tulsa, thành phố lớn thứ nhì ở tiểu bang Oklahoma, Joe Check cho biết vào ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 5, đã khuyến cáo các cư dân ở một khu phố này hãy di rời lên vùng đất cao hơn, vì dòng sông Arkansas River đang dâng cao. Ở hạ nguồn, nằm cách Tulsa chừng là 100 dặm, tức là tương đương 160 km về phía đông nam, là Fort Smith, là thành phố lớn thứ nhì ở Arkansas. Joe Check cho biết vào ngày thứ Bảy nói rằng có từ 100 cho đến 200 người đã di tản vì lụt lội, vốn có thể sẽ còn trầm trọng hơn trong vài ngày tới đây. Người nghèo đã không có tiền nhưng doanh nghiệp và ngân hàng lại đua nhau nâng mức phí áp với người vốn thậm chí là không có cả tiền để mà ăn. Cuộc sống của họ vì thế lại càng khó khăn hơn. Mới đây, ngân hàng Bank of America công bố áp phí đối với những khách hàng có số dư tài khoản ngân hàng thấp. Rõ ràng ở Mỹ, nghèo đã khổ, nhưng sự nghèo có thể tồi tệ hơn bởi bạn phải chịu thêm rất nhiều khoản phí khác so với người giàu, theo Washington Post. Cô Sierra Monroe chưa bao giờ nghĩ rằng điện trong căn hộ của cô có thể bị cắt. Tháng trước, cô thanh toán thiếu 70 đồng và cô định sẽ trả nốt khoản tiền này trong lần lĩnh lương tháng tới. Cô bắt buộc phải thiếu số tiền 70 đồng để mà lấy tiền trả tiền thuê nhà. Nhưng rồi khi điện bị cắt, cô gọi điện đến công ty đề nghị thanh toán khoản tiền đó để có điện trở lại. Cô đã rất choáng váng khi người ta yêu cầu cô phải nộp đến 250 đồng để có thể mở được tài khoản mới thì mới có thể tiếp tục sử dụng điện được. Người mẹ của một đứa trẻ luôn cần sự hỗ trợ đặc biệt của y tế cảm thấy vô cùng sốc và buồn rầu, bởi đến 70 đồng cô còn không có, nói gì đến 250 đồng. Và giờ cô cảm thấy mình đang thụt sâu hơn xuống hố của sự cùng cực. Monroe đã là khách hàng của công ty điện đó hơn một thập kỷ qua. Nghèo khổ tại Mỹ chưa bao giờ là dễ chịu, thế nhưng chính những nhà quản lý doanh nghiệp đang khiến cho cuộc sống của họ khốn khổ hơn khi họ yêu cầu mức tối thiểu về phí, phạt, lãi suất, số dư tối thiểu,
cuộc sống của những người nghèo vốn đã khó lại càng khó khăn hơn. Trong tuần này, Bank of America công bố khách hàng chỉ có thể duy trì tài khoản của họ miễn phí nếu họ duy trì trong tài khoản số tiền tối thiểu là khoảng 250 đồng trên một tháng. Nếu tính cả năm, nó sẽ tương đương khoảng là 3.000 đồng. Nếu số tiền trong tài khoản của khách hàng rơi xuống dưới mức đó, họ sẽ buộc phải trả phí duy trì tài khoản hàng tháng của mình. Động thái trên không khỏi khiến cho nhiều người choáng váng bởi xét đến mức lãi sau thuế của Bank of America trong năm 2017 lên tới 21 tỷ đô. Đó là còn chưa kể đến Bank of America sẽ tiếp tục hưởng lợi nhiều tỷ đồng từ chương trình giảm thuế doanh nghiệp mà Tổng thống Donald Trump đã thông qua mới đây. Để chào mừng hàng loạt tin tốt với doanh nghiệp, việc áp thêm thuế với người nghèo chính là cách mà Bank of America đã chọn. Riêng CEO của Bank of America, ông Ryan Moynihan đã đút túi hơn 20,2 triệu đô lương thưởng trong năm ngoái. Trong khi đó, hơn 40% người Mỹ cho biết là họ phải rất khó khăn mới có đủ tiền để mình chi tiêu hàng tháng và sẽ không thể có tiền trả mức phí duy trì tài khoản ngân hàng lên đến 400 đô. Khi đã nghèo, chẳng có khoản tiền nào là ít cả. Sự với kinh nghiệm của cái nghèo trong nước, nhiều người Việt khi định cư tại Mỹ cũng cảm nghiệm được điều này. Giờ đây lại đang phải đối diện với những khó khăn nếu bị lâm vào cảnh cùng cực khó khăn nghèo đói. Đối với những gia đình thu nhập thấp ở Mỹ, kể cả những gia đình gốc Việt, họ đang phải chịu quá nhiều thứ chi phí trong khi thu nhập không ổn định. Ví như là người đó làm nghề dọn dẹp văn phòng công ty hay là khách sạn, làm bồi bàn hoặc là trông trẻ em. Thu nhập của người đó sẽ phụ thuộc vào số giờ mà người đó được làm. Mức lương của những công việc đó thường không đủ sống và không ổn định. Chính vì vậy, chỉ cần một biến cố nhỏ với công việc cũng có thể ngay lập tức khiến tài khoản của họ trở thành không đạt chuẩn. Vốn đã không có tiền, nhưng mỗi lần rút tiền họ phải chịu thêm phí cho từng lần giao dịch. Nếu bạn chọn đóng tài khoản và giao dịch tại quầy, bạn sẽ phải chịu thêm phí giao dịch tại quầy. Và sau đó, khi cầm tiền mặt đi đóng các loại phí khác, bạn sẽ phải tiếp tục phải chịu thêm các khoản phí đó. Nếu muốn trả tiền mặt khi mua xe, người nghèo sẽ chỉ có thể mua tại những đại lý chấp nhận tiền mặt, nhưng có mức lãi suất cực cao. Ngay cả nếu có mua được, nếu không lái xe cẩn thận bị phạt và không thể trả được tiền phạt thì bạn có thể phải ngồi tù. Thời gian gần đây, câu chuyện xúc động kể về một người phụ nữ Việt đầy nghị lực, sinh sống bằng nghề quét rác trên đất Mỹ, đã chạm tới trái tim của biết bao con người ở khắp mọi nơi. Video về người phụ nữ này đã đạt tới số lượng người xem kỷ lục và truyền đi thông điệp vô cùng ý nghĩa. Hãy là người tốt, hãy là người tốt hơn nữa, hãy như bà Sửu. Video về bà Sửu Ngô đã chạm ngưỡng là 11,3 triệu người trên toàn thế giới xem, tạo ra hơn là 5.000 lượt bình luận và 41.000 lượt chia sẻ và thôi thúc mọi người hành động, bởi vì câu chuyện đặc biệt của người phụ nữ đã luống tuổi này. Chúng tôi thường xuyên gặp những người làm việc trên vỉa hè như bà Sửu, nhưng tôi nghĩ câu chuyện này tạo ra sự cộng hưởng bởi vì chúng tôi đã đưa ra một cái nhìn về cuộc sống nội tâm sôi nổi của bà, những khó khăn mà bà gặp phải, tầm quan trọng của bà đối với những người xung quanh và những động lực của bà trong cuộc sống hiện tại. Người phụ nữ đã 67 tuổi này là một người nhập cư gốc Việt, là một bà mẹ đơn thân. Bà cùng hai con nhỏ của mình đến Mỹ từ năm 1985. Sau nhiều năm trời vất vả và tự mình nuôi con khôn lớn, nhất tưởng là bà sẽ được nghỉ ngơi khi các con của bà đã trưởng thành, khi con gái của bà lại qua đời chỉ tròn 33 tuổi. Vì thế, bà lại thay con gái nuôi ba cháu ngoại khôn lớn cho đến ngày nay. Bà thậm chí còn phải xoay sở để gửi tiền về nhà cho mẹ bà năm nay đã 97 tuổi. Là một người mẹ đơn thân thực sự rất khó khăn, nhưng tôi đủ mạnh mẽ, bà Ngô nói với một giọng trầm ấm. Phần là Phật tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi có thể làm điều đó. Bản tính quyết đoán, độc lập giúp cho bà luôn luôn nỗ lực,
đối diện với mọi nghịch cảnh bằng tinh thần lạc quan và tự tin bước về phía trước. Khi bà cảm thấy ông chủ nhà hàng của bà không tôn trọng mình, bà đã xin nghỉ việc, lang thang đến hội trường thành phố San Francisco và hỏi khắp nơi để tìm công việc mới. Tôi nói là tôi cần chăm sóc những đứa cháu của mình bởi vì những đứa cháu của tôi không có cha mẹ. Tôi cần làm việc, tôi cần chăm sóc gia đình tôi. Tôi tha thiết mong có một công việc, bất kể là công việc gì. Tôi có thể lau dọn nhà vệ sinh hay bất cứ thứ gì, họ nói. Bạn chắc chắn muốn làm công việc dọn dẹp đường phố không? Có thể là một tuần, hai tuần và ngay lập tức họ đã thuê tôi. Trong khi công việc của bà liên quan đến việc quét dọn rác khắp các cung đường thành phố, sự ảnh hưởng của bà đối với những gì bà đã gặp phải vượt xa công việc hàng ngày với cây chổi trên tay ở ngoài phố. Mỗi tuần, Tim và tôi đã cố gắng kể những câu chuyện giống như thế này qua mảng chuyện về con người bình dị nhưng lại có sự ảnh hưởng đến những người xung quanh, gợi lên sự tò mò nhưng lại rất thân quen với mọi người. Phản ánh những tin tức quan trọng và những mảnh đời bất hạnh là nhiệm vụ của báo chí. Là những nhà báo, chúng tôi cũng cần thể hiện thái độ trân trọng đối với con người. Những câu chuyện thường nhật như thế này cho chúng ta thấy chúng ta là con người, chúng ta có tình yêu thương. Chúng ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng với tư cách là những người đã trải qua cũng như đã chứng kiến những cái công việc như vậy. Công việc của chúng tôi là làm cách nào để chia sẻ những câu chuyện này thông qua các video. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi cần lắng nghe một cách cẩn thận và cố gắng thấu hiểu những nhân vật đó, chứ không chỉ dừng lại ở những thứ bề mặt. Rentower viết trong một bức email phỏng vấn của SF Gates: chúng tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Chỉ cần bạn thực sự lắng nghe, mọi người sẽ sẵn lòng trả lời những câu hỏi của bạn. Bà Sử đã chào đón tôi và sẵn sàng đưa tôi đi theo bước bà tới khắp mọi nơi. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định gặp nhau vào ngày hôm sau tại chung cư của bà ở khu phố Người Hoa, trước khi bà đến nơi làm việc. Cô chia sẻ rằng, được mời đến nhà của một người nào đó là biểu hiện của lòng tin và tôi biết ơn bà Sửu đã mở lòng chia sẻ một chút về cuộc sống của bà. Đối với cô, qua những video không đơn thuần chỉ là công việc của họ, cô đã mô tả nó như là một sứ mệnh mà cô cần phải thực hiện. Nhờ chúng ta rằng, những người như bà Ngô có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi rất vui vì câu chuyện của bà tạo ra sự cộng hưởng với rất nhiều người. Tôi hy vọng là sự lạc quan của bà sẽ lan tỏa về sự chân thật của bà, nhắc nhở chúng tôi rằng hãy nhìn ra xung quanh, trân trọng những người hàng xóm láng giềng của mình và hãy ghi nhớ rằng tất cả chúng ta đều có một câu chuyện để chia sẻ. Đoạn video đã truyền đi thông điệp là hãy là người tốt, hãy là người tốt hơn nữa, hãy như bà Sửu. Và thông điệp ấy sẽ gắt khắc ghi trong trái tim của những con người ở khắp mọi miền đất nước trên thế giới, những người có cơ hội được biết đến câu chuyện của bà và bản tính chất phác, tấm lòng thiện lương, sự cố gắng không mệt mỏi để nuôi ba cháu ăn học thành tài của một người bà bình dị, cẩn mẫn, quét rác trên đường phố hàng ngày. Quả thực là một giai điệu đẹp còn vương vấn mãi trong lòng mỗi người khi đã xem qua. Nhiều nhìn nhận từ nhiều góc độ cho thấy là lối suy nghĩ cho đến cách sống của người Mỹ và người Việt khác nhau rất nhiều. Có lẽ là chỉ một từ là thực tế cho người Mỹ, còn người Việt có lối sống thực dụng. Thế nhưng đem ra so sánh thì hai đất nước sẽ khác một trời một vực. Có lần một người bạn Mỹ dạy học chung với tôi bảo với tôi rằng người Việt Nam bọn mày lúc nào cũng bảo là người Mỹ bọn tao sống thực dụng. Bọn tao không sống thực dụng mà sống thực tế. Tao ở Việt Nam hơn chục năm nay, thấy người Việt Nam mới sống thực dụng. Hơi nóng mặt, tôi hỏi lại, thế mày định nghĩa thế nào là thực tế, thế nào là thực dụng? Tôi bảo, sống thực tế là hiểu rõ thực trạng cuộc sống, không mơ mộng, hão huyền hay là tìm cách trốn tránh thực tại. Sống thực tế là hiểu rõ năng lực và giá trị thực của bản thân để có thể phát huy tốt nhất cái khả năng của mình. Còn sống thực dụng là bất chấp thực tế, bất chấp năng lực thực sự của mình ra sao, mà chỉ chăm chăm giành được cái lợi nhỏ trước mắt. Ngoài ra, mặc kệ hậu quả sau này có nghiêm trọng thế nào đi nữa. Đã từng sống ở Mỹ một thời gian dài, tôi biết bạn tôi nói đúng. Ở Mỹ, học sinh vừa học vừa sức, không nhồi nhét, không quan tâm đến thành tích,
và cũng không có khái niệm trường chuyên, lớp chọn. Bằng cấp đối với họ chỉ là một tờ giấy chứng nhận rằng là họ đã đạt yêu cầu về mặt kiến thức lẫn chuyên môn ở một trình độ nhất định. Không có gì là ghê gớm cả. Cái họ quan tâm là trên thực tế, năng lực và kiến thức của anh có tương xứng với bằng cấp và vị trí của anh trong xã hội hay là không. Còn ở Việt Nam thì bằng cấp và thành tích là thước đo quyết định địa vị cũng như là thu nhập. Cha mẹ ép con cái học cố để sống, cố chết, để vào trường chuyên, lớp chọn rồi vào đại học. Học xong đại học thì phải cố bơi cho được cái thạc sĩ. Tất cả không phải vì kiến thức mà chỉ vì chỗ đứng trong xã hội. Kết quả là học được gì không quan trọng, có sử dụng được không cũng không quan trọng. Thậm chí là bằng giả cũng chả sao. Cái quan trọng nhất là kiếm sao cho được nhiều tiền. Ở Mỹ, mỗi lần một công trình được thi công, người ta phải tính toán sao cho thiên nhiên ở đó có bị ảnh hưởng ở mức thấp nhất, hệ cân bằng sinh thái ít bị tổn hại nhất, môi trường sống của người và động thực vật không bị phá hoại. Vì họ hiểu được một vấn đề thực tế rằng tài nguyên thiên nhiên là những di sản vô giá bắt buộc phải bảo tồn cho thế hệ mai sau. Còn ở Việt Nam, miễn là kiếm được ít tiền bỏ túi, người ta sẵn sàng xả độc ra biển, hút cát dưới sông, phá rừng xây thủy điện, thậm chí là sang bằng cả một khu bảo tồn sinh thái độc đáo để xây resort, gắn cáp treo bất chấp hậu quả về sau. Ở Mỹ, người dân quan tâm đến chức bầu cử, đến chính trị vì họ biết là họ có quyền công dân cũng như là mọi quyết định chính trị của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của gia đình họ. Còn ở Việt Nam, người dân chỉ lo kiếm tiền vun đắp cho bản thân được ngày nào hay ngày đó. Họ thờ ơ dửng dưng với tất cả những vấn đề của xã hội. Tất cả những vấn đề đó không phải là mối bận tâm nếu ngày mai họ còn bia để uống. Ở Mỹ, người dân thể hiện lòng yêu nước bằng cách gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng và sự cường thịnh của quốc gia. Họ không làm những điều có lợi cho bản thân nhưng đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng. Còn ở ta thì có lẽ nếu ai sống ở trong nước, phần nào cũng cảm nghiệm điều này khác hẳn. Ở Mỹ, người dân cân bằng cuộc sống bằng niềm tin tôn giáo. Họ đến nhà thờ để tìm sự yên bình trong tâm trí và sinh hoạt cộng đồng để giúp đỡ những người cùng đức tin. Còn ở ta thì sao? Có lẽ mỗi người có một chính kiến riêng của mình. Ở nơi đất Mỹ này, những dịp cưới hỏi hay là ma chay, dỗ chạp là những sự kiện riêng tư. Họ tổ chức một cách đơn giản nhưng trang trọng và chỉ mời những người thực sự có ý nghĩa với họ. Còn ở ta, ma chay, hiếu hỷ, cưới xin là những dịp tốt để làm rùm beng, tốn kém, vừa để chứng tỏ với thiên hạ là vừa để kiếm tiền mừng. Ở Mỹ, người ta dạy trẻ con cách tự lập, sống và biết ứng xử giao tiếp, cách bảo vệ bản thân không bị xâm hại, cách thoát hiểm, những kỹ năng thực tế con người cần để mà tồn tại và phát triển trong một xã hội. Còn ở ta, người ta nhồi vào đầu bọn trẻ một mớ kiến thức cao siêu nhưng vô dụng với đích đến là những bằng cấp. Ở Mỹ, người ta đánh giá trí thông minh và năng lực của con người qua sự sáng tạo, phát minh và đóng góp cho xã hội. Anh là ai không quan trọng, miễn sao anh có đóng góp cho xã hội thì anh sẽ được công nhận và tưởng thưởng một cách xứng đáng. Còn ở ta thì sao? Lối sống thực tế và lối sống thực dụng không hề giống nhau, mặc dù là chúng dễ gây ra nhầm lẫn. Lối sống thực tế mang đến những sự phồn vinh, vững mạnh và lâu dài vì nó được xây dựng trên những nền tảng vững chắc của những giá trị thực. Ngược lại, lối sống thực dụng triệt tiêu và đảo lộn những giá trị thực tiễn để tạo ra cái lợi nhỏ trước mắt và để lại những cái hậu quả khôn lường mai sau. Chọn lối sống thực dụng, chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho lựa chọn thiếu sáng suốt của mình. Orange County đã mở cửa nhà tạm trú cho người vô gia cư sớm hơn một tháng dự định. Orange County năm nay sẽ mở cửa chỗ ở tạm cho người vô gia cư sớm hơn một tháng. Theo báo mạng Patch.com trích thông cáo báo cáo chí của Orange County, trong đó nói rằng khu tạm cư Santa Ana Shelter đã tọa lạc tại số 612 Iguana Avenue sẽ mở cửa vào ngày thứ hai. Và Fullerton Shelter đã nằm ở số 400 S. Brookhurst sẽ mở cửa vào ngày 16 tháng 11. Cả hai nơi có thể cung cấp được 400 giường. Giám sát viên Michelle Steele qua một thông cáo báo chí nói chương trình The Emory Emergency Shelter Program là cầu nối quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng chúng ta
nhằm để giúp đỡ cho những ai thiếu nơi ngủ vào ban đêm, đồng thời cũng cung cấp cho họ những dịch vụ cần thiết. Chương trình này thực hiện được nhờ là sự đóng góp của hàng trăm thiện nguyện viên từ các cơ quan, nhà thờ và các tổ chức cộng đồng khác của quận Hạt. The Armory Program thông thường là hoạt động từ tháng 12 đến tháng 4 nhằm để cung cấp nơi tạm trú cùng những thực phẩm bổ dưỡng, nước nóng để tắm, nơi an toàn để ngủ nghỉ, cũng như là áo quần ấm và nhiều dịch vụ khác. Những cơ quan cung cấp dịch vụ nhằm giúp là chấm dứt cuộc sống vô gia cư và đưa các cá nhân đến với cuộc sống tự lực và độc lập, gồm có Orange County Health Care Agency, Orange County Social Services Agency. Các giới chức thẩm quyền cho biết là việc mở cửa sớm khu tạm cư này không ảnh hưởng đến thời gian đóng cửa vào tháng 4. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.